Ba gia đình sinh đôi được một thằng này và một đứa con gái. Đấy, lại tiếp tục bàn giao cho ông anh ở tận Trùng Khánh Cao Bằng. Trùng Khánh Cao Bằng. Đấy. Đấy, ok, đầu trước nhá. Đấy, nhả câu. Rồi, đâu rồi. Đấy. Ok. Không quay. Rồi, con lại vào cầu trước thử cho bác đi. Gạt cầu vào. Xong côn nữa. Được rồi, kéo đổ cây của bố đấy. Ok chưa? Hỏi bác là ok chưa? Quá ok. Thôi đừng nái vào cái ấy kia. Thôi được rồi. Vào. Thôi đi chậm thôi, vào ô tô bây giờ. Chân thì không đến. Ở đây. Rắm sâu xuống. Được rồi. Kéo vào, kéo vào ô tô kìa. Thôi. Anh này nào tan ô tô ra bây giờ. Lái dễ mà. Cứ thế là lái chiều em coi nhớ tiếc rồi thôi. Ê, lốp trước có, à lốp có đủ lốp nào? Còn lốp trước thì em móc ra cho em thay đôi lốp mới cho. Lốp trước mà, còn lốp sau này này. Con này gì? Con nào? Con nào thì tí em nó ấy trong để đánh dấu vào. Bàn giao đây các bạn, 24 nhá. Cho mấy bác ở Cao Bằng. Máy rất chi là đẹp. Được chưa? Tháo hết rồi kiếm ra thì mới lên được xe này nhỏ đấy. Thôi tháo đấy thôi, tháo này ra cho quặp vào đây đút vào rồi. Tháo nào? Hai bên này ra, kéo ra. Đấy. Đút vào. Đấy. Vừa đẹp, đã lên xe các bác ạ. Và đất Trùng Khánh Cao Bằng. Các bác Trùng Khánh Cao Bằng City 11 nhá. Đúng Trùng Khánh Cao Bằng. Bàn giao không ngừng nghỉ các bác. Rất chi là xuất sắc. Buộc hẳn hoi vào. Lấy dây sắc ấy buộc vào, ông đi đường già xá xa xôi nó bật ra này. Công an nó phạt ta lại quá tội. Đó. Bàn giao không ngừng nghỉ mà cũng hàng và không ngừng nghỉ các bạn. Đấy, lại tiếp tục bàn giao cho ông anh ở đâu nhỉ? Ông anh Ái Quốc Lục Bình. Ái Quốc Lục Bình. Lạng Sơn à? Vâng. À, Ái Quốc Lục Bình Lạng Sơn. Anh bảo chỉ có cái số tiền vài chục thôi. Thì đây nên em để cho anh đấy một em này là cũng là siêu phẩm bữa trước công về đấy, 19 năm. Từ dàn phay đây. Em chọn cho anh đấy là cũng dàn phay rất đỉnh. Anh ở xa xôi. Dàn phay của đây nhá ông anh ơi. Đây cái dầu này hơi bẩn này, tí em bảo nó xúc cho tí này. Dầu hơi bẩn đấy, không tí em cho thêm cái nọc này. Đi xuống đây em hướng dẫn qua cho cái đi, không rồi anh chưa va chạm rồi rất mệt nhá. Đây là về nhà là anh phải để ý. Cái thứ nhất là dầu anh đổ vào đây nhá. Đổ dầu chứ không phải đổ xăng đâu nhá. Đấy là cái nhớ cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình trước cái lúc mình đổ dầu vào ấy thì bắt đầu là nó bơm dầu vào thì là nó sục cái bẩn ở cái bình này lên. Là nó rất hay bị tắc cái này. Anh hiểu không? Không là phải vặn cái đấy ra. Tắc thì là anh phải nới con này ra. Nó có một đường dầu từ bình xuống cái nọc này. Thì mình lấy tô vít mình vặn ra để xem, hay lấy cái que mình thông lên xem nó có chảy ra không. Nếu mà nó chảy ra được thì là anh lại nắp vào. Còn xong là anh đóng cái này ra này, đóng vào cạnh này. Đấy thì để mình sục sạch cái này đi. Tí em cho thêm một cái nữa nhá. Còn cái núm này là núm xả e này. Đây anh nhìn thấy chưa? Đấy núm xả e. Nhìn chưa? Lúc nào mà ấy xong là anh phải vặn chặt vào nhá. Chứ không là nó dầu nó ra nó bẩn. Đấy, thứ nhất. Thứ hai nữa là con này thì được cái dòng này thì lại cái bơm nó như con 24 26 ở cái dòng chặn kia. Công nọc của nó bên dưới này, anh hiểu không? Đấy. Còn cái này dầu à nước thì anh đổ vào đây nhá. Nó sẽ hút lên bình chính. Đúng không? Cái đời này thì quạt nó rất chi là mát, anh hiểu không? Quạt nó thổi vào trước nhưng anh phải vệ sinh cái này đi cho em này. Anh hiểu không? Vì cái đời này anh chạy mùa hè là máy rất mát. À người mình chạy là rất mát. Nhưng mà đôi lúc nó kín thế này là nó không là mát được, là nhiệt nó lên. Đúng không? Nên là mình phải thổi sạch sẽ đi, làm nó an tâm đấy nhá. Chứ không là nó bẩn cái kín cái lưới này là mình làm là nó không làm mát được cái két nước ở ngoài. Còn đèn điếc này em đấu cho ngon nghẻ hết rồi. Sáng hết rồi đây. Đèn đây này. Anh nhìn này. Ok chưa? Sáng chưa? Đây là nút đèn này.
Đấy, nước ngoài này. Còn đây tắt máy này, lúc nào phải đóng cái này vào thì đài mới nổ nhá. Đấy, còn cài cầu vừa nãy là thằng có con này em nó hướng dẫn cho anh rồi. Ở ngoài kia. Cài cầu là cái này mà. Đấy. Xuống mình lên. Đấy, xuống. Đấy. Nhà cầu hết đây, đây này, con cua đây này. Đấy, còn cái dàn phay này thì là đây này, anh nhìn này. Cái dầu số của con này nó rất trong rồi nhá anh nhá. Đây này, dầu đúng lên vạch trên này này, anh nhìn này. Đấy, ok chưa? Rất trong, rất đẹp luôn. Đấy, còn các thứ là đầy đủ hết rồi. Còn bây giờ là rồi. Là cài cầu. Vâng. Rồi. Đây tí nữa ra kia em nắp lốt một cái chốt này vào đây, thợ nó chưa nắp cái chốt rồi, tí em nắp nước chốt trước đầy đủ cho. Còn phay phước này em thử thiếc cho ngon này rồi. Thôi được rồi, anh chạy ra đi. Họ hướng dẫn qua phát nặng làm được rồi. Nhá. Vâng, làm rồi thì cũng biết dám côn. Đây. Rồi, ok. Gạt lên tiến là chúng lùi 4 số. Phay bên kia. Đâu? Đấy là tiến lùi rồi, các mình phải vào số này. Đây là 1 2 3 4 này. 1 2 3 4. Ấn xuống đây thì mới vào được số 4. Ấn lên số 3 chứ ở giữa này là anh không vào được số đâu nhá. Còn đây là ga chết, ga chết. Đúng rồi. Ga để đi cày đấy. Rồi ok, anh chạy ra đi. Được rồi, chạy ra. Rồi ok đấy. Nhà côn. Tăng. Đấy. Mà nó phải đi theo quả tăng được rồi. Ok, bên nhà nó mới đi được. Đấy. Rất đẹp, xuất sắc các bạn. Giá chỉ có vài chục thôi. Các bác nào ít tiền, vùng cao ít tiền, nôi kéo các thứ thì lấy loại này. 70, 70-80 nha các bác nhá. Rất đẹp, rất xuất sắc. Rồi các bác em ưng ý nhất. Kia nắp ở ngoài kia cơ. Bảo ô tô đánh ra đi để cho lên xe cho bác đấy nhá. Rất đẹp, rất xuất sắc các bạn. Rất mới luôn. Mới không? Mới nhất bãi đấy. Giá này rất yêu thương. Tắt đây. Đây. Em đấu ở đây rồi. Nhá. Đấy. Đấy. Còn cái này. Thôi cái đấy em không cho vào cái đấy nữa. Đấu trực tiếp đây thì không vào nó hỏng nữa anh nhá. Anh dùng thoải mái. Năm này qua năm khác. Không phải suy nghĩ. Rồi ok. Tháo phay ra. Bật chìa khóa lên, hạ xuống. Đấy, rồi, ok. Rất đẹp, rất xuất sắc. Cho ông anh tận trên Lạng Sơn City. Máy rất chi là mới. Lại tiếp tục các bác ạ. Vừa bán vừa về, nó cũng không có kịp quay các bác. Lại về đây một kho nữa này các bác này. Các bác tha hồ lựa chọn nhé. Rất chi là nhiều. To nhỏ rồi các thứ, máy che máy giếc này rất nhiều các bạn. Đó. Này em quay sơ qua cho các bác xem một số hàng vừa về xong nhá. Các bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Vì những cái hàng này là về xong là chưa rửa giấy gì đâu. Mình và thợ mới đang nắp và nắp lốp liếc vào đấy. Đây này em thứ nhất này. Em này này em 33. Em này vừa về xong các bạn, vừa xuống công xong lốp lá vẫn bẩn. Em này thì giá rất yêu thương, mái 4 chân các bạn ạ. Giá yêu thương lắm các bạn. Cái này rửa lên là rất đẹp các bạn. Vì là đây, em mở máy cho các bác xem. 33 là một này. Máy này các bác nhìn này, bơm kim này. Bơm kim nguyên. Xanh đen. Bơm nước. Em 33. Hai cầu trợ lực lái các bạn. Yên cũng đẹp. Đấy. Và tiếp theo đây là một em 255 này các bác ơi. Nhiều bác nào cứ thích cái loại nẻ thì nó giá nó mềm hơn đấy nhá. Em này là 255 nhưng em này là Benker nhá các bác nhá. Benker trợ lực lái các bác. Benker trợ lực lái. Rất chi này chạy hơn nghìn giờ đâu. Đây là một lô này là mới về các bác. Vừa về mười mấy con này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con các bác. Về được một lô này là 11 con. Đây này em 255. Em này thì cũng là xuất sắc này các bác. Được cái là em nó lại rùa cơ trợ lực lái các bác ạ. Đấy. Máy rất chi là đẹp, máy miếc đây. Có hết. Và em này là em 20 này. 20 hai cầu. Cũng là rất đẹp. Vì về đây là về tập kết ở bãi mới này em chưa rửa các bác. Nên nhìn cũng không được đẹp đâu. Đây là em 20 một cầu nữa nhá. Và đây là em 20 một cầu. Đó, 20 một cầu.
vào đây 22 trợ lực đây các bác ơi. Con này về được hai con 22 trợ lực. Đấy, 22 trợ lực lái này các bác này. Đấy, đây lắp lốp liếc vào rồi cơ mà dàn áo chưa rửa nha các bác nhá. Rất xấu. Nào. Trông nó vẫn bẩn liếc như này. Em này xem máy móc cho các bác xem. Máy. Đây máy móc thì nó về nó như thế này đấy các bác. Chưa rửa giấy gì nhá. Còn đây là em 245 nữa nhá các bác nhá. 245 thì về được hai con 245. Đều là ben cơ hết các bác. Đây 245 này. Đấy, 245. Rồi thì còn đây đội thợ vẫn đang nắp các bác. Nắp đây là 215 này. Đẹp này, 215. Rồi thì 261 cầu nữa lại về nữa các bác. 215 rồi 261 cầu. Đấy, đây 215. Đấy, rất đẹp. Luôn chạy toàn ít giờ đó. Ở đây lại tiếp lại em 245 nữa. 245 này. Em lại ben cơ trợ lực lái nhá các bác nhá. Có trợ lực xem máy móc cái này đây. Ui. Bình bọt vẫn còn nguyên các bạn. Ui. Con này máy khô lắm. Đây. Các bạn nhìn này. 215 à 245 trợ lực lái. Rùa cơ luôn. Rất đẹp. Xuất sắc luôn đấy. Xuất thì là xuất sắc. 245. Xuất sắc. Rùa cơ. Đấy. Máy rất đẹp này các bạn này. Về để nó phụ phục như thế. Còn đây em 26 đây. Cắm rắc đúng rắc vào nhá cháu nhá. Đúng rắc rước vào. Đây 26 này máy này. Các bác nhìn. Ủa xả trước là vẫn còn khô rong. Rất đẹp luôn. Đây này cái ốc này là tí nó đâu rồi. Cái ốc này là cháu biết ốc ở đâu không. Đút vào trong này đấy nhá. Đút vào trong này. Mấy cái ốc dài để gọn. Tí không tìm thấy đâu. U đây này. Những cái U này này. Đấy. U nhất đấy. Còn 215 này nó có số quay ngược quay. À đúng không. 215 này có số quay ngược quay xuôi đàng hoàng nhé các bác nhé. 215. Ui cái đấy để đây anh nắp rồi, em không nắp được đâu. Cứ nắp hết ấy vào đi. Xong thì tí nữa anh nắp thôi. Mới nóc kiếm cái con này vào. Đấy. Còn đây em 22 trợ lực này. Siêu phẩm đây các bác. 22 trợ lực lái nữa này. Máy này. Ui máy. Quá bẩn luôn. Đấy. 22 trợ lực lái. Rất xịt sò luôn. Bô biết các thứ đầy đủ. Còn đây là 2402 đấy nhá. Nhiều bác điện nhá mà 2402 này. Một cầu thì đây cũng có cũng vào đấy nhá các bác nhá. 2402 một cầu ấy. Rất đẹp luôn. Đó, 2402. Đây là ít dàn phay và lốp liếc cũng đã đội thợ chưa ra chưa nắp vào. Còn lốp liếc các thứ vẫn còn nguyên. Chờ các bác nhá. Đây đèn này. Đèn đấy các thứ rất nhiều các bạn cả 33 bị quẹt đầy một kho tuần máy đẹp 20 18 và 26 rất vẫn nhiều tha hồ lựa chọn các bạn. Ui 24 nữa đây 42 cầu. Rất nhiều các bạn, rất nhiều máy và đợt này em sẽ về nhiều lắm. Và đã bảo này em bảo về 50 con. Cứ về liên tục tầm 50 con đi ạ. Có cả 435 rồi thì 295 3415 về nhiều lắm. Về liên tục tục luôn cho các bác khảo lựa chọn. Những em ưng ý nhất, giá cả đẹp thì tiền đẹp, xấu thì tiền xấu, có hết đủ loại cho các bác khảo lựa chọn. 3202 đây. Nó có một con bán rồi còn một con nữa nha các bác nhá. Đều trợ lực lái các bác. Máy đẹp lắm. 3202 một cầu trợ lực lái các bác. Rất mới. Từ lâu sau rồi các bác. Sau mới cứng luôn. Còn đây 26, 26 này hôm qua về đấy. Hôm cũng vừa về đấy các bác. Liên tục các bác ạ. Gần như ngày nào cũng bàn giao. Bàn giao không ngừng nghỉ. Bố con em là cái bàn giao liên tục không ngừng nghỉ. Đây bàn giao cho mấy bác ở tận bác ở đâu nhỉ? À, bác ở đâu? Sơn Động, Bắc Giang.
Khu nào Sơn Động của bác? An Châu, Sơn Động, Bắc Giang. Đây bác mua con M22 hai cầu. Ấy. Ông đánh chéo vào đây nè, vào vỡ cái ấy của tôi. Đây đang thử cầu trước kìa các bác. Con nào vào đây xem nào. Ấy ấy ấy. Đi vào, vào lấy ốc đi cháu ơi, xem vặn đủ ốc nhất vào bánh sau này này. Ơ đâu đây. Chéo đi ra đây. Chéo đi ra. Ốc bánh sau vẫn chưa chặt. Rồi, giả lái. Giả lái nữa đây, lùi nữa đây, lùi nữa lên. Rồi. Lái đầu vào đây. Lái hết ra. Rồi, nhắm vào. Nhắm vào đây. Vào tầng chậm ơi. Tầng chậm. Tầng chậm ơi. Vừa muốn làm trơn rồi đấy. Đấy được rồi. Thấy được chưa? Chưa. Lùi lại đi. Lùi lại. Lao đầu nó vào kia. Đấy lùi lại nữa đi. Lùi nữa đi. Được rồi. Ra đi. Biến ra. Nhìn không chuẩn. Ôi ra vừa lao, lao đầu vào. Nữa vào. Rồi vào đi. Rồi, cái cầu. Đây là trước cầu rồi. Cái cầu trước vào. Rồi. Đấy, kìa, mới kìa, bác nhìn kìa. Đấy, ok chưa? Thôi được rồi. Bắt đi. Ừ, ý, ý. Quay. Đèn biết sáng đầy đủ. Ồ, thôi, được rồi, ra số phay đi. Để bố hướng dẫn cho bác. Ra số phay. Dám côn nữa. Rồi được rồi, bác đi ra đây cháu hướng dẫn qua một tí này. Đang ăn cơm. Đây quân này là nhớ cháu bảo bác nhá, bác ở xa này. Cái thứ nhất cái lốp đằng sau là bác chỉ bơm 2 cân thôi nhá. Đến cân 8 thôi chứ đưa ra xe máy không biết là nó bơm 4 5 cân là lổ đấy. Đổi cho chú đuôi lốp này nhá. Đây rồi, cháu sẽ thay cho chú, cháu sẽ ưu tiên cho chú, cháu thay cho chú đuôi lốp cao. Lên và chạy đây từ dàn dao đây. Các bác nhìn này, dao Nhật luôn, mực cứng. Dàn phay cũng đẹp. Đấy còn đây là những cái lùa, đây này bác nhìn này. Đèn ở đây này nhá. Nút đèn nó xanh nhan như đây. Đấy còn tắt máy thì con này nó sẽ có hai chế độ tắt, một là tắt le và hai tắt chìa khóa nó vẫn tắt được. Nhá. Đấy, thứ ba nữa là cái này. Cái nọc đây là nọc ấy này. Nọc nhớt động cơ tí cho thêm nhưng mà nó cái nọc của nó to này thì chú cứ để đấy thôi. Xúc sạch sẽ đi nào chú vẫn dùng được. Còn hai là cái này là cái lúm xả e. Lúm xả e này mà chú không biết đấy. Và mà chú cứ vặn ra này là vào cua là máy nó cứ khạc 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 như kiểu hết dầu ấy. Mấy hai là lên dốc là nó cũng như kiểu hết dầu ấy. Nhưng thực ra bình dầu mình rất chi là đầy. Nhưng mà nó kiểu thế. Phải không? Vâng, hết dầu thì xả e thì cái này là nó cứng là chú tôi lựa đừng chạm vào đây không nè. Nó gãy cái này ra là sau nó dầu nó chảy ra đây nó rất bẩn mà nó chảy vào cái đường cao su này nó phồng lên này. Mà không may nó hỏng nước ra nhá. Thì là chú chỉ xả cái đưa con ốc này hất nó ra ngậm mồm ở đây thổi nó căng căng ra nó vặn vặn nhá. Thế là đấy còn dây công tơ mét tiếc là vẫn zin. Còn nọc gió riêng là chú năng thổi tiếc đi. Đấy, thế thôi còn vẫn tắt máy chiều quá. Còn như này thỉnh thoảng cái nó bẩn thì chú đục vào đây này nhá. Đục vào đây để tháo cái nọc này ra. Vâng đúng rồi. Thì là không may dầu nó không chảy xuống thì chú tháo cái miếng này ra để xem cái đường dầu trên đấy chảy. Mấy hai là những cái này là chú chạy mà không có ai nôi thì chú dẫm cái này là cài vi sai đấy nhá. Nó lầy rồi không có ai lôi chú lên đấy. Nhà dẫm đây phát tự nó sẽ cài hai bánh nó lên được luôn. Còn đây về nhà muốn nắp quạt trước thì là cắm vào cái rắc này. Đây là rắc lửa. Còn mát thì của mình là mát ở đây rồi nhá. Còn tầng nhanh tầng chậm kia là cái kia là rất quan trọng nhất đấy. Mình đi chưa quen thì mình đi tầng chậm thôi. Còn số phay thì đây, cài cầu thì bên này rồi nhá. Đấy là tất cả là như thế thôi. Cháu lấy xe lăng cháu kích này lên để thay cho bác cái đôi lốp trước mới. Cho bác ấy về bác ấy chạy cho nó an tâm. Còn nước là bác đổ vào bình nước phụ này nhá. Chứ đừng nóng nóng với bác thò mặt ở đây cho nó phụt vào mặt đấy. Đấy. Thôi anh nghịch vừa đấy. Ừ, lấy xe lăng nhấc đây lên để đến móc lốp thay cho bác cái đôi lốp mới.
là xong. Bác có chạy thử thì chạy tầng tiếp các thứ, chạy đi một lượt đi. Anh Thọ nó đến thì cháu móc lốp cho Không, vào tầng chậm thôi. Quân hướng dẫn cho bác chạy đi. Vâng, ông ấy chạy, ông ấy mua máy đây. Chạy cần nốt này không Tuấn? Nốt đấy, đẹp đấy. Vâng, nốt sau. Bơm đúng 2 cân rồi chú ạ. Theo máy của nó thì... Vâng, nguyên bản đấy. Dùng hỏng máy không hỏng được lốp. Vâng.